Chương 1. Trường mới, 1. Bạn đang nghe truyện tại metruyenaudio.com. Tại trường học phép thuật, các học sinh đang bận rộn đến trường, nhưng trong đó có hai cựu học sinh xinh đẹp đang ở trong phòng. Một cô gái tóc vàng tên là Mộng Nguyệt đang thiết kế những bộ váy tuyệt đẹp, còn một cô gái tóc đỏ tên là Thiên My nằm trên giường tra về thế giới của công chúa và hoàng tử. Nó nằm bên một dải ngân hà khác cách rất xa chở Thiên My ở. Nó tên là đất nước Bạch Linh, xinh đẹp như trái đất nhưng tân tiến hơn, nhưng vẫn còn công chúa và hoàng tử trị nơi đó. Họ lập ra trường học Vibrant School vì muốn tìm ra những nàng công chúa và hoàng tử có năng lực đặc biệt, đó gọi là quyền năng chân chính, để làm một vị công chúa hoặc hoàng tử một cách hoàn hảo. Xưa kia cũng có những người cũng có được quyền năng như Jack, và giờ họ đang tìm người có năng lực đó. Nè Mộng Nguyệt, tụi mình đến đây học thử đi, nghe kể cũng hay lắm đó. Thiên My hứng thú nói. Di Jack, đất nước xinh đẹp dạy cho hoàng tử và công chúa cách làm một nàng công chúa hay một hoàng tử đúng đắn. Nghe hay đấy. Mông Nguyệt nói. Hay tụi mình đăng ký học đi. Thiên My hỏi. Jack, tớ ít soạn đồ đây. À mà nhớ đăng ký hộ mình luôn nha. Mông Nguyệt nhờ vả. Ok. Nói xong My bắt đầu đăng ký, còn Mộng Nguyệt thì về phòng soạn đồ. Hai chị nì đồ nhiều lắm, tối phòng Thiên My. Cha mẹ à, con tính đến một ngôi trường mới để học tập, cha mẹ cho con đi nhé. Thiên My nói chuyện qua điện thoại vs cha mẹ. Con lớn rồi, cha mẹ không quản việc của con nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe. Cha của Thiên Di. Cha mẹ tôn trọng quyết định của con. Mẹ của Thiên My. Dạ, con sẽ giữ gìn sức khỏe. Thiên My mắt rưng rưng. Nhớ tìm cho ta một hoàng tử tốt đấy nhé. Mẹ của Thiên My. Mẹ à, chuyện này còn sớm mà. Thiên My ngại ngùng nghệ sĩ. Sớm gì nữa, con chẳng chịu quen ai thì cha mẹ chọn cho con đấy. Cha Thiên My mắng yêu. Dạ con biết rồi, con sẽ cố gắng. Thiên My đỏ mặt nói. Thôi cũng muộn rồi, con ngủ sớm đi, mai còn đi nữa đó. Mẹ Thiên My khuyên. Dạ, cha mẹ ngủ ngon. Thiên My. Con ngủ ngon. Cha mẹ Thiên My. Túc túc. Thiên My tắt điện thoại, bắt đầu ngã xuống giường ngủ bên phòng Mộng Nguyệt. Cha cho con đi nhá, nơi đó rất tốt, con sẽ chăm học để về phụ cha cai quản vương quốc, vả lại con cũng đi cùng Thiên My nữa. Mộng Nguyệt làm nũng nói. Cha của Mộng Nguyệt trầm tư. Cho con ít nhá. Mộng Nguyệt năn nỉ. Thôi được rồi, qua đó không được phá phách đâu nhá. Cha của Mộng Nguyệt nói. Vâng, con cảm ơn cha. Mộng Nguyệt vui mừng nói, con bé ngốc này cảm ơn cái gì, nhớ về thăm cha đấy. Cha của Mộng Nguyệt, dạ, con sẽ về thăm cha mà. Mộng Nguyệt nói. Thôi muộn rồi, con lo ngủ ít, mai còn ít nữa, cha. Mộng Nguyệt buồn nói. Dạ, cha ngủ ngon, yêu cha nhiều moa. Mộng Nguyệt nói xong tắt máy, ít xuống soạn đồ sáng ngày mai 5h30 cạch, mở cửa. Thiên My xách 5 vali tiến lại phòng của Mộng Nguyệt. Đang định gõ cửa thì cửa phòng Mộng Nguyệt mở ra. Cậu đứng đây làm gì? Mộng Nguyệt hỏi. Sao cậu dậy sớm thế, chuyện là à nha, mọi khi chị nì ngủ cháy giường mới chịu đậy. Thiên My ngạc nhiên hỏi. Bình thường mà, ha ha, tối qua mình có ngủ đâu. Mộng Nguyệt cười nói, à hóa ra tối qua chị này hành hạ anh Minh suốt buổi đây mà, tội nghiệp anh ấy quá, hôm nay còn phải thi nữa, chị nì ác quá, hành hạ người yêu đẹp trai như Jack. Nghe trọn bộ tại metruyenaudio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.